thành phẩm anh em được á, mà cái này không phải nó cháy đâu, cái này do nó nấu nước, mình nấu nước mía nên là nó có chất đường nên nó vậy đó. Ở dưới có lớp lá dứa nữa nên là rất là ngon. Tối làm gì à? Lục đục gì à? Dầu quần lá củ mì ăn. Trời. Củ mì bưng hả? Nè hả? Củ mì bưng hả? Ờ, cũng đây thường là củ mì bưng ngon nghe anh em. Là khi mà người ta nấu rồi cái mình bưng ăn nó là ngon. Củ giòn giòn thì mới ngon. Nè, tô củ mì ha. Giặt hai đầu, tại vì nhiều khi sợ nó dính sình dơ gặp xuống đường. Đó, xong cái bắt đầu để vô. Đó, là hồi đó ông nội thì dạy vậy á. Đó. Thấy không? Nãy lên. Nè. Cũng bị bưng mà, đâu sợ, thấy không? Xong. Nè. Vậy cũng dễ rửa nữa. Ừ, cũng giòn giòn này nấu mới ngon. Nè nè, bự quá cũng không ngon. Hồi đó ông nội tôi chỉ lột này nè. Đó, vậy, một đường một à. Mau lắm. Tối nay mình kiếm cái gì thì nấu với củ mì cho lạ coi. Nấu à. Gì? Nấu gì cho lạ? À thì nấu gì chút thôi nên anh em thầy chừng mình chút biết hay chứ giờ nói trước cũng không hay. Ủa cũng có bí mật đồ ghê vậy. Trời, củ mì giòn giòn ngon quá. Củ mì này nấu đúng bài. Củ mì này chắc nhổ cũng phải 2 ngày vậy. Đen đầu rồi. Không, nay mới sáng hả? Thôi. Không, đen à. Nè. Không phải đâu. Vậy chắc củ nó sùng quá. Mấy củ mà nó bị dưa lộm sót lại qua. Chứ củ này là ngày nào cũng nhổ mà. Củ này non. Củ này được vừa ăn. Củ này nấu hơi tí dẻo. Ừ. Hồi đó đi. Hồi đó đổ lận xe bò của mì á, cả sớm lận lột mà tính bằng kia á không Tùng. Nhưng mà hồi đó người ta lột sao trở lại nó làm y như cái dâu bào vậy đó. Đúng rồi, dâu kéo á. À, chụt mau kéo xuống mau. Này chắc mình làm nữa thôi nha. Anh thích không? Chứ vậy ăn không hết, mình cũng đâu có mấy người đâu. Trời đất ơi, con đó cũng xong lại làm clip hay gì vậy? ham vui mà. Ham vui quá. Thấy đầu cũng bù tới rồi. Không, con chó này nhiều khi nó xạo lắm mà. Nó xạo hơn người ta mình nữa. Nhiều khi mà mình quánh nó trúng cái mình đó, hai cái đầu nó không biết mà ở đây nó cũng là cái cặn. Xạo lắm. Chó con nào cũng xạo. Đụng tới nó anh ta cắn không à. Đâu cắn không. Cái da của mình nè, mình làm bánh tằm ăn cho nó thấm nè. Bánh tằm. Này nhiều món. Ngày xưa thì ở nhà tôi có cái máy quay của mì á. À. Theo như mình bây giờ mình có hai món. Củ mì nhưng mà mình làm được hai món ngon, ba món. Còn theo anh em á, thì bây giờ còn cái món nào ngon hơn nữa thì bình luận dưới cho mình biết ha. Mình làm bây giờ món này á, mình nấu với nước mía với lại dứa thơm, rồi một cái thì làm bánh tằm, một cái thì mình mài nấu sai ra. Nấu rồi giờ ấy chứ quên là sai. Mình không có máy, giờ mình không có máy, mình nấu xong dầm mình dầm ra. Xong mình cuốn bánh tráng ha. Còn theo anh em thì giờ có món nào nữa thì ngon nữa thì bình luận dưới. Cứ bình luận đi ha. Cái anh em mình tìm hiểu làm tiếp. Nay đang mùa củ mì mà, nay người ta đang nhổ củ mì nhiều lắm. Mình thì gì không có chứ củ mì có nè. Rồi củ này không chạy không ơi. Củ này dính. Nhìn sát già. Bị sơ. Củ này bị sơ. Củ này chắc xác trong gốc. Củ này là bà cô mình tài trợ. Sao củ này nó không ấy ta? Nó không lột, nó cũng không ngọt.
lòng nào không chạy bà. Thôi được rồi, được rồi, cũ đó nữa thôi bà, chắc đủ rồi. Vừa ăn thôi, ba thầy trò mình ăn được ha, nhiêu đây thôi, mình còn như đây nè, và mình để dành, mình làm cái khác, như đây thôi, mình nấu đủ rồi, ba thầy trò mình đủ chiến á. Rồi, mình dọn dẹp sơn cái này tại ngoài chứ quay lại mình nấu hết luôn cũng được nha. Ui, nấu hết hay ăn. Rồi. Rồi đem vô đi. Là lá dứa. À, này lá dứa thơm anh em. Thì trước tiên á, muối hồi nãy là mình có bỏ này miếng muối rồi nha. Còn tại hồi nãy mình ở dưới mình đem lên, thật ra mình có bỏ trước ha. Thôi, giờ cái này mình lót một lớp lá dứa thơm ha. Lá dứa một lớp. Xong rồi mình lại sắp củ lên. Cho nó trên một lớp nữa nha. Rồi, cái này mới là thành phần quan trọng này nè. Nước mía nha anh em. Tối mà mua được nước mía rồi. Mà có nước mía vậy là cũng là may phước rồi mà đó. Quý à. Đó, mình đổ hết vô. Mình nấu cho này nó sánh này nó cạn rất là vừa. À, nấu bằng nước mía nha, xong rồi. Cho lên bếp. Rồi, cho lên. Giờ mình chờ đợi ha nè. Giống nấu bánh tết quá, mình đóng củi chôm chôm này, tết nấu bánh thôi rồi lắm rồi. Giờ bỏ nấu ha, mình cùng chờ nha. Cái này chắc cũng nhanh cỡ 15-20 phút xong. Củi mà củi này củi cao su luôn. Ơ chôm chôm nó lột cao su còn mình chờ tí nha cả nhà. Hai tôi ngồi chờ đợi anh em. Gì vậy? Giờ đem thấy gì biết cái gì? Vú cho... sữa hoàng kim mà. Đó. Đúng không? Ừ. Ăn được không? Mình tôi thấy trái này là tôi không ăn được á. Bữa thử coi. Giờ cái này tôi cũng thử chứ tôi từ hồi nào giờ tôi chưa ăn nữa. Này vú sữa hoàng kim. Thử được cơ. Để mình thưởng thức xong rồi mình đánh giá luôn cái củ quần kim này. Nè. Rồi thử đi. Sao rồi? Ngọt. Ngọt mà ngọt dịu lắm nha. Nhưng mà nó có cái vị mà nó y như là y như là nước dừa dứa mình á, mình nghe nó cái mùi của nó vậy đó. Đúng không? Ừ. Y như là dừa dứa của mình luôn. Ừ. Mà ngọt cái này nó thanh thanh chứ không phải là ngọt ngọt cắt nha anh em. Ngon ngon. Ngon. Mua trồng. Mua trồng. Cái này là mình này là người ta tặng anh em mà thấy ngon. Từ nào giờ mình nghe người ta nói là cái này dở lắm. Thật sự mình nói luôn. Mà giờ á lại mình thưởng thức lần đầu tiên. Nhưng cảm nhận là ngon. Lắm. Rồi lắm. Anh ăn gì? 15 phút rồi nè. Nghe cầu bộ chắc cũng sắp được rồi đó. Nghe thơm dữ lắm. Nghe mùi thơm bát ngát. Chắc phải mở ra thăm thử cái. Hả bạn Tùng? Mở ra thăm thử không Tùng? Mở thăm thử cái. Chứ không lẽ không mở thăm chừng nha. Chưa chín đâu. Mà bức lá non quá nghe, cái lá bù vô trong dính củ mì luôn kìa. Đâu có mùa đấy, người ta còn đâm ta lấy nước nè. Đâu cũng đâu vào đấy. Chưa được, tí xíu nữa. Thành phẩm rồi nè anh em. Cái này không phải cháy đâu nè, tại vì mình nấu nước dừa nên là nó hơi... Cái này là nó hơi ngon, nó dính chất đường nó thôi chứ không có... Ừ, không sao. Chứ không phải. Rồi, ở đây mình chuẩn bị sẵn lá chuối ha. Giờ mình đổ ra lá chuối. Thế là mình thưởng thức thôi. Cái này đường nó bám không lo. Rồi ok, quá đẹp. Rồi, lắm. Thử coi nó ra sao. Ngọt. Ngọt kia lắm. Nghe mùi rượu nữa. Ngon. Củ đó. Rượu tới luôn. Bột. Quá im.
tối tối làm vậy là đúng bài full action. Mời cả nhà nha. Vô. Ngon quá. Ngon. Ngon chưa? Ngon mừng cái miếng rồi. Ngon chưa? Tối mà giờ lạnh lạnh mà ăn vậy ngon gì đâu. Giờ đang ở ngoài cành trôm cái nó gió gió hiu hiu là lạnh ha. Dạ. Gió. Gió không à? Gió. Ngọt luôn. Gió bắc. Gió bắc ăn củ khoai mì. Mấy cái. Mấy nhà làm miếng mì của mình nha. Ngon. Ngon hả? Ngon rồi. Trời lại lạnh. Trời lại lạnh. Rồi. Ngọt. Hơn 10 miếng nữa. Tiệc của mèo. Cái này mới là món đầu tiên thôi, còn hai món nữa. À. Ăn ngoài ăn hoài là cũng cho nó ăn chứ quên. Ừ, cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Cảm ơn cả nhà, mời cả nhà ủng hộ mình bằng nông đốc, thầy vô đốc bấm cho mình một like nha. Nó thiệt với anh em nha. Nó thiệt tại giờ tại quay giờ không ai quay chứ tôi mai mốt tôi không bao giờ tôi làm camin đâu. Thôi để mốt thay đổi để pin vô làm cho.